chúng ta sẽ ngủ và chúng ta sẽ cải thiện được sức khỏe, thì đó là cái lý do là nó không chữa bệnh được ngay. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Japan. Phân khúc và trên 30 triệu thì cũng có rất nhiều mẫu ghế massage, và đặc biệt rằng là trong cái thời gian này thì cái giá ghế nó rất là tốt. Và ngày hôm nay Ngọc Japan giới thiệu các bạn một trong những cái mẫu ghế massage thuộc phân khúc trên 30 triệu một chút thôi, là chúng ta có ngay một chiếc Furikyo AS960, một trong những cái bản được mệnh danh là ghế massage giường nằm của dòng Furikyo. Thì lý do tại sao mà chiếc ghế 960 lại được mệnh danh là chiếc ghế massage giường nằm, thì việc đầu tiên thì chúng ta phải nói tới rằng là khi chiếc ghế này nó nằm ra thì nó rất là thoải mái, nó giống như là chúng ta nằm trên một chiếc giường, và quan trọng nhất là chiếc giường đó nó lại có thêm cái chế độ massage. Thì với bản 960 này thì nó là một trong những cái bản đầu tiên của dòng Furikyo khi nó có bài 30 phút. Thì bài 30 phút thì nó có cái điều gì? Thứ nhất, thông thường các cái dòng ghế massage thì các cái bài đánh của nó sẽ rơi tầm 15 cho đến 17, hoặc có những dòng Pana thì nó sẽ là 19 phút. Nhưng duy nhất là trong dòng Furikyo thì AS960 là một trong những bước cải tiến đầu tiên là có bài 30 phút. Thì lý do tại sao mà người Nhật người ta lại đưa ra cái bài 30 phút này là một trong những cái bài tích hợp vào chiếc ghế massage? Bởi vì thông thường sẽ là những cái bài 7 phút, bài 15 phút. Nhưng với cái bài 30 phút thì nó sẽ chuyên sâu hơn. Thì chúng ta sẽ dùng cái bài đó trong những cái ngày nghỉ cuối tuần hay là những cái cuối ngày mà chúng ta mong muốn có một cái bài massage chuyên sâu để nó làm cho chúng ta thư giãn, cũng như là tăng cái vấn đề là vật lý trị liệu tốt hơn cho cơ thể của chúng ta. Thì người Nhật người ta đã nghĩ ra cái bài 30 phút, và theo cái tính toán của người Nhật thì với cái bài 30 phút như vậy thì nó sẽ đáp ứng đủ những cái yếu tố, ví dụ thời gian, và cái bài đánh đó nó sẽ mang cho chúng ta một cái giải pháp về cái sức khỏe. Vậy thì câu chuyện ở đây rằng là ghế massage thì với cái bài 30 phút như vậy thì nó có giúp cho chúng ta kéo dài được tuổi thọ hay là chữa được các bệnh hay không? Thì thứ nhất thì cái này nó là do người dùng. Nhưng câu chuyện đây là gì? Các bạn cứ tưởng tượng là khi các bạn massage xong thì các bạn sẽ thấy cơ thể của các bạn cảm thấy thư giãn, làm cho cơ thể của bạn giảm đỡ mệt mỏi hơn. Và đồng nghĩa với vậy thì các bạn sẽ có cái giấc ngủ dễ chịu hơn, cũng như là có một cái sinh hoạt về một cuộc sống nó cảm giác nó đơn giản và nó nhẹ nhàng hơn. Thì nó, từ đó nó sẽ đưa ra cho các bạn rằng là chúng ta sẽ ngủ và chúng ta sẽ cải thiện được sức khỏe. Thì đó là cái lý do là nó không chữa bệnh được ngay, nhưng nó có tác dụng bổ trợ để cho các bạn có một cái sức khỏe tốt, một cuộc sống hạnh phúc hơn. Và với cái vấn đề nữa là với một chiếc ghế massage thì ở cái tầm tiền nào thì sẽ phù hợp nhất? Thì thực sự rằng là với cái tầm 30 triệu và trên 30 triệu này mà các bạn sở hữu một chiếc AS960 thì thực sự đây là một trong phân khúc rất xứng đáng để các bạn có thể lựa chọn. Bởi vì thứ nhất là nó nhiều bài đánh, cái thứ hai nữa là ở cái đời này thì cái túi khí con lăn rồi là chất lượng ghế nó đã được khẳng định rất là nhiều. Còn đâu nếu mà các bạn có nhu cầu hay là các bạn có điều kiện thì các bạn mua những chiếc ghế cao cấp hơn, rồi với những tính năng cải tiến hơn, rồi là những chiếc ghế mới hơn, đắt tiền hơn, thì đó cũng là một trong những sự lựa chọn. Nhưng nếu mà để mà trong cái tầm phân khúc mà chúng ta đầu tư tầm 30 triệu trên 30 triệu thôi thì chúng ta không thể bỏ qua chiếc AS960 này, đặc biệt là một trong những cái mẫu ghế mà nó có những cái bài massage chuyên sâu là bài 30 phút thì nó rất là xứng đáng để cho chúng ta lựa chọn. Đặc biệt bản này thì nó có kèm theo sưởi hồng ngoại. Thì cái sưởi này nó sẽ sưởi hai bên tay ở dưới lòng bàn chân. Bởi vì cái quan niệm của người Nhật là cái lòng bàn chân ấy, nó là một trong những cái điểm mà cái tính hàn nó rất là cao khi chúng ta tiếp đất. Thì khi nó có cái chế độ sưởi hồng ngoại, nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta ấm hơn và giúp cho cái bài đánh massage của chúng ta nó sẽ tốt hơn. Bởi vì chân là một trong những cái phần mà có cái vật lý trị liệu rất là cao. Kết hợp với cả hai bên ở đây các bạn có thể thấy đó chính là các cái túi khí. Thì ở cái bản này thì các túi khí của nó là những cái túi khí silicone nên là tuổi thọ của nó rất là bền. Thông thường thì nếu mà không để mà nấm mốc hay là các bạn không để chuột cắn hay gì ấy thì trung bình cái tuổi thọ của túi khí này nó sẽ rơi khoảng độ tầm 3 đến 40 năm hoàn toàn là có thể được. Bởi vì chiếc ghế này là nó sản xuất năm 2013-2014 thì cho đến bây giờ thì nó gần chục năm rồi mà các bạn thấy nó vẫn là tồn tại, và một chiếc ghế nó rất là đẹp như này. Và bản này là một trong những bản made in Japan. Thì thông thường mỗi chiếc ghế ở bên Nhật khi mà sản xuất ra thì nó sẽ kèm theo một cái mã y tế, bởi vì bên đó thì cái ghế massage nó được coi là thiết bị y tế, và Ngọc Japan khi bán kèm thì sẽ tặng kèm cho các bạn những cái bộ vệ sinh ghế, rồi là khăn lau,
rồi là bộ chuyển đổi nguồn, rồi là kèm theo nữa là thảm trải sàn, và đặc biệt là các bạn sẽ có thêm miễn phí vận chuyển trên toàn quốc, và các bạn dùng trong vòng 1 tháng, nếu các bạn cảm thấy không phù hợp các bạn hoàn toàn có thể đổi ra một chiếc ghế khác để các bạn lựa chọn được chiếc ghế phù hợp cho gia đình của mình. Và với cái nhu cầu như vậy thì các bạn có thể liên hệ với Ngọc Japan theo số điện thoại 0974945555. Mình sẽ gửi ảnh chi tiết cũng như là báo giá cụ thể để cho các bạn có thể lựa chọn chiếc ghế này dành tặng cho gia đình của mình.